Rồi, xin chào mấy bạn. Hôm nay mình nghỉ ở Ba Mít. Miếng vườn mà mình nói là phun tao một lần 60-70 phi 1.200 cây. Mà năm nay làm 700 cây đó. Mình tới vườn nào là mình cập nhật vườn đó. Vườn này rất là lớn nha mấy bạn. Anh mua tao mầm, anh mua phát lô một lần 50 phi mình không bán. Mình bán có 40 phi à. Mà phun vừa đủ. Phát lô mua một lần 50 phi. Em bạn thấy không? Tức là anh chỉ đạo nha, anh chỉ đạo, anh có nguyên một dàn lính rất là tuyệt vời, một dàn người làm rất là tuyệt vời. Các bạn thấy làm nè, đâu rồi đó bằng phẳng đàng hoàng ha, rất là đẹp nè đó, xẻ rãnh hết nè ha, bạc rồi đậy đẹp hết, cành dọn thoáng hết đó. Hôm nay đậy bạc 20 mấy ngày, bây giờ trước mình có cập nhật đậy bạc 20 mấy ngày. Hôm nay mình ghé mấy bạn coi nè, mình ghé đang mình cho vỏ mủ đó, thì đúng theo quy trình của hiệp sầu riêng miền Tây. Các bạn nhìn thấy cái dàn lá nè, cái dàn lá này ai biết là cây sầu riêng này đã làm bông giờ, đậy bạc đang đậy bạc và đang ra bông này, bông trong nè đó, mới đầy 2 mấy ngày để mình focus lại nó, mới đầy 2 mấy ngày nè bạn. Các bạn nhìn bông nè đó, cái máy của mình nó dở, cái là nó focus nó hơi dở đó, bạn nhìn nè đó ha, đó chỗ nào cũng bông hết nha. Đấy, năm rồi nãy chủ vườn đầu tiên vô mình nhận vườn là không nói, năm rồi chủ vườn này phun 8 lần, làm bông phun 7, làm bông phun phun rồi xong phun phun kích bông 5-6 lần nữa là chạy ra tầng gần 8 lần. Lính á, lính của anh á, một người lần phát cỏ của anh là lính của anh là 6 người phát mà xịt thuốc á, biết mà lính anh ghen luôn đó đó. Năm nay ha, đúng của mình là tới đây là 5 lần, tức là một hai lần tạo mầm, 1 lần phát lo và 2 lần kích bông. Anh thấy chậm, anh thấy ra chậm, anh điện cho mình, anh kêu mình ra đưa thuốc nữa mình không đưa, mình không bán nha. Tại vì sao? Tại vì nó đủ thuốc rồi, nó đã đủ thuốc rồi, nó đợi tiết nó ra bông thôi đó, rồi xịt thêm một cái thuốc nữa mình không bán, chứ không phải là mua là mình bán nha đó. Tới đâu là tới, đủ thuốc là được rồi nè. Cái này 3 ngày nữa, tại vì mới vô tiết, hôm nay là ngày thứ ba thôi. Rồi mấy bạn nhìn nè, đó là nó thật đó, đất mình nó khô và đủ thuốc của mình rồi, mặc dù dàn lá mình nó chưa xào nha đó. 3 ngày sau nữa, từ từ hôm nay là 16 âm lịch tới 19 âm lịch, tới 22 âm lịch là mình cho vỏ mủ. Vườn này 20 tới 22 là cho vỏ mủ. Nhưng những cây này là dở được rồi nè, nhưng mà gì nó cực lắm, tại cái dàn lá mình nó còn rất là sung thì không cần dở, không dở sớm. Thấy không, làm bằng phẳng hết, ghim nào hết, thấy không, lá quét sạch hết, xẻ rãnh hết. Ngoài này nè, nó khô nè, tại vì cái bờ này nó chống các bạn, tơ á, tơ nó chống, nó có nắng vô được là những vị trí nào mà có nắng vô là nó cháy cỏ hết. Mà nhìn dàn lá nè, tới hôm nay nè làm phát lo 2 mấy ngày nó, mình hay nói là cái tim đọt nó phải đen gì nè, nó phải đen, cái tim đọt nó phải nhỏ gì nè thì cây nó mới ra bông, còn cái tim đọt nó bự quá, nó mập quá, nó ra đọt là thua. Đây, vô đây coi nè bạn, coi nè nè đó nha, quy trình làm bông gần 700 cây sầu riêng ghi 6 nha, khu vực Ba Mít của hiệp sầu riêng miền Tây đó. Đó, này thấy không nè, chỗ nào không bông hết nha ha, mới đầy bạc có hơn 20 ngày thôi đó nha. Nè các bạn nhìn nè đó nha, mình làm tới đâu là mình gặp vườn tới đó nha, vườn nào mình nhận là mình cập nhật vườn cho bà con coi là sau khi làm những hiệp sầu riêng miền Tây thì bông như thế nào. Bông nè đó, à, thấy không? Năm rồi thắt, năm rồi lính phun phun thuốc mà lính sợ, lính ngán luôn mà. Nha. À, nào. Mỗi chỗ là mỗi bông. Ở dưới đây nó ra trước, ở dưới đây nó ra đều hết luôn. Thì ở trên mấy bạn cứ dở mặt với bạn tưới bình thường, ở trên mấy bạn tưới luôn nó ra bông. Tại vì những ở đây những cành dưới là những cành rễ lớn, nó cắm sâu mà nó đã bị ức chế rồi. Ha. Những rễ lớn, những rễ bự mà nó đã bị ức chế rồi thì mấy bạn tưới luôn, dở mặt mấy bạn tưới. Thì những cái nhỏ này trên này nó phải ra thôi ha, tại vì cái rễ nó nhỏ thì dễ bị cháy hơn, mà nhánh này nó đã bị ra bông rồi thì nhánh trên phải kiểu gì cũng phải ra bông thôi. Tới trên luôn nè, anh chủ vườn này á anh mua cái thuốc của mình một lần rất là khủng, nhưng mà mình gặp mặt ảnh chưa được 2 lần, chưa được 3 lần, xin lỗi, gặp được 3 lần, 2 lần 3 lần gì đó mình không nhớ rõ.
người ta đi làm kinh doanh, nhưng mà người ta có cả cái hệ thống lính, lính là đậu ra đó ha, bằng là phản phần bờ đẹp, làm đúng theo quy trình của mình, đúng theo thuốc và mình dặn sao làm gì đó. Còn đa số mình thấy có những người vườn rất là lớn, nhà người ta kinh doanh không à, mà người ta mê sầu riêng, người ta muốn cho đến lại làm, người ta phán cho đến lại làm, mình thấy đa số là 80% là thất bại hết rồi. Còn anh này là thành công do lính ảnh rất là giỏi nha. Thật sự là mình đưa sản phẩm á mà làm không theo ý mình, phun thuốc không theo ý mình, nó cũng không đạt. Cái người làm vườn quan trọng lắm. Ảnh thành công được là do thứ nhất là quy trình, thứ hai là được cái dàn lính rất là giỏi, rất là tập trung như làm vườn, làm là phải ra làm, chơi ra chơi đó, như thế. Này, cây nào cũng bông hết á, nè mấy cây này nè, đó, bắt đầu nó mới lú nha, ngược sáng rồi, bị ngược sáng rồi, em qua kia quay lại nè, đó dấu hiệu hết à, cái camera mình hay mà còn rất là nhiều vườn nó ra bông rồi, nhưng mà thật sự là hiệp đi không kịp đi không kịp để cập nhật cho bà con coi nha. Thì bao nhiêu vườn thôi được rồi đó. Nè con nhìn nhặt lá nè, nhặt lá ngoài này nha, em bước vô cho bạn coi nè, bạn nhìn thấy không, hai hàng cao su làm rất là đẹp nè, xẻ thẳng băng tròn vo và cao su đầy băng hết, nước một cái là nó gạt cả hai bên hết đó, đầu tư phải bài bản tới đó đó hả. Nè bước vô nè, nhặt lá nè, bước vô nè, à bước vô đây nè, nè đó chưa, nè những nhánh bự nó ra luôn nè đó. Nè mới có tiết bọc 3 ngày thôi mà mình đủ thuốc cho mình rồi đó, bắt đầu kẻ nó hực liền nè. Mình quay từng nhánh cho bà con coi luôn nè nha, và mình rút kinh nghiệm là mình quay vài cây thôi chứ mình không quay nhiều đó. Hồi đêm hôm qua mình quay cái video tới 10 mấy, đi hết một bờ, mà cái bờ này nó dài hơn cái bờ kia dữ lắm, đi hết một bờ nó 18 phút, thì bà con gieo nó dễ bị buồn ngủ đó, mình quay vài cây thôi đó, bà thấy không, thì cùng một cách làm và cùng một mình hướng dẫn thì nó không sai được nha, trừ khi bà con phun thuốc ít, phun thuốc yếu nha, hoặc là bà con nóng ruột quá dở mũ sớm thì nó dễ thất bại thôi ha. Chứ làm theo mình, khi nào mình cho dở mũ là dở mũ, giật mình để thuốc sau xịt vậy và mình kêu sao xịt vậy thì nó phải ra bông thôi, tại vì người ta ra bông thì mình phải ra bông thôi, người ta làm sầu riêng mình cũng làm sầu riêng mà, mình hay nói thì người ta ra bông thì mình ra bông thôi nè, nhắm cắt hai nè đó, nào chưa đâu, cái này mà mình nán lại tại anh hối quá, anh kêu qua đang coi đang dở mũ, đầu tư rất là nhiều trong đây rồi mấy bạn, nên mình qua nha. Này, nhìn nè, cái này mà có 5 ngày nữa quay nhìn mới đã con mắt, nó mới vô 3 ngày tiết thôi mà nó ra bông gì đó. Đó mình còn thấy không, rồi một cây nó kết thúc video nha, cây nào nó cũng vậy thôi mấy bạn. Nè, nhìn đèn lá nè, mẵn thon này khỏi nói nè, mình nói rồi ha, mẵn thon nó rất là dễ ra bông nè, vô lia nhẹ cái mẵn thon thôi nè đó. Đó mẵn thon nó rất là dễ ra bông, dễ cái ông lắm, mắng thon này khỏi nói nè. Rồi qua một cái sáng kết thúc video đây, cái bên nè bạn nhìn nè đó nè, dài ra tới ngoài này luôn nè, nó thấy không, rồi nó chớm ra hết, nó xé ra, mọi bạn thấy là từ trong da bự, từ trong da chính mà nó xé ra, từ trong da chính mà nó xé ra thì ok, mọi chuyện êm đẹp đó các bạn, thấy không đó. Nè cái này thì khỏi nói rồi, cái này thì khỏi nói rồi nè đó, hiện tại là nó đang lú gì là trắng cây hết, nhưng mà mình vô cái camera của mình á mà còn hơi khó thấy đó, bạn thấy không đó nè đó, bông nó hơi nhỏ, bà con chịu khó thêm lâu lâu chút xíu nha. Đó. Nè mỗi chỗ là mỗi bông nè đó, đó. Thấy không đó. Tới thuốc là phải ra nè, cách nào đó là mình, như mình đã nói rồi, tháng 8 ra bông, tháng 9 tháng 10 tới đây, hiện tại là tháng 10 rồi, 16 tháng 10 rồi đó. Thì tháng 10 âm lịch nó vô thân dụng nó dễ lắm mấy bạn đó, thấy không? Cái này nè, cái này là bông nè, nhưng mà cũng có lá nè, bạn bấm cái đầu này cái bạn để lại thì vẫn là bông
Đó, ok ha. Rồi. Vườn 700 mấy chục cây này đã ra bông. Ok nha. Em đẹp. 3 4 ngày sau nữa mình cho vỡ mủ. Vỡ mủ xong không ngứa mắt cua là ok. Đó, tới đây là khỏe rồi. Sắp tới sổ nhuận mình sẽ xuống một lần nữa. Rồi, không xuống nữa nha. Sổ nhuận xuống một lần nữa. Xin lỗi, sổ nhuận xuống một lần nữa. Rồi tới trái bự xuống mình cập nhật cái nữa. Cho bà con coi là xong. Nè, mấy bạn nhìn nè. Vàng lá ra bông. Vàng lá hiện tại đã ra bông. Vàng lá nè. Bên kia nè. Đó. Ha. Rồi, ok, cảm ơn bà con. Chỗ nào cũng bông hết nè. Cái nào cũng vậy thôi, bây giờ mình đi tới ngoài tuốt ngoài kia nó cũng vậy thôi. Ha. Rồi, ok. Nè. Đó, bây giờ mình có đi tới ngoài kia nó cũng vậy thôi. À, nó có gì nó dài thêm thôi chứ nó không có gì hơn mới hơn hết trơn. Đó. Rồi, kết thúc video nha bà con. Cảm ơn. Hàng lá mê thiệt, nhà làm đẹp. Làm phải nói là đẹp, cực kỳ đẹp. Đó, bước vô vườn là như là chịu liền.